Người đàn ông lật nhẹ khay đồ ăn thành túi sách, sau đó đá gót chân để lộ đôi giày da đỏ, lập tức hóa thân thành một nhân viên trong công ty. Vì vậy, khi xung quanh không có ai để ý, anh ta nhanh chóng lẻn vào bãi đậu xe, ném quần áo và cà vạt vào xe đẩy hàng, hóa thân thành anh thợ sửa chữa. Tiến vào phòng kỹ thuật, anh ta chụp ảnh nhân viên bảo vệ trong phòng điều khiển. Cho đến khi bức ảnh được in xong, anh liền bóc ngay một tấm. Nhân viên bảo vệ với vẻ mặt khó hiểu hỏi tình hình, thì người đàn ông đã giật lấy thẻ làm việc và dùng hệ thống liên lạc nội bộ để thông báo cho bảo vệ cho rằng đang có người đang gây rối. Anh ta thậm chí còn đặt một cái vòng người bệnh lên tay đối phương. Khi người bảo vệ nghe thấy tiếng ồn ào chạy tới, anh ta nhìn thấy dấu hiệu bệnh tâm thần trên cổ tay của nhân viên và ngay lập tức trục xuất anh ta. Nhận thấy thời cơ đã đến, người đàn ông này vội cài virus vào hệ thống giám sát để tạo cơ hội cho đồng bọn thực hiện kế hoạch cướp con chip giá trị. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, các đồng đội trong phòng nhanh chóng đánh lạc hướng các nhân viên bảo vệ. Dưới sự che chở khôn ngoan của người phụ nữ, chàng trai nhân cơ hội chui vào kết sắt ngân hàng và anh chóng dùng kỹ thuật thượng thừa mở khóa bảo vệ. Sau khi mở được, anh cẩn thận tháo con chip dữ liệu trị giá hàng chục triệu ra và gắn chắc chắn vào các lá bài. Thấy sắp hết thời gian, anh nhanh chóng khôi phục về trạng thái ban đầu rồi lặng lẽ quay về chỗ cũ.